hàng bãi xịn đúng không ạ một hàng bãi xịn không bao giờ có chuyện không có đèn trừ khi là đèn cháy đèn hỏng lúc nào nó cũng phải có đèn đúng không ạ và cái thứ hai ấy, hàng của hưng yên chưa đạt đến cái đẳng cấp mà làm ra được cái đèn như thế này trung quốc có thể làm ra được đúng không ạ trung quốc có thể làm ra được mỹ có thể làm ra được đúng không ạ nhưng hàng của hưng yên chưa đạt đến cái đến đẳng cấp mà làm ra được cái đèn như thế này đúng không ạ lúc nào cũng phải là hàng xịn mà ăn chất mà làm sao có chuyện không có đèn được? thì các bác lên lưu ý này, mất đi tầng này cái điện trở, đúng ạ? thì là cái khâu xử lý đèn, khâu xử lý đèn đây, là tầng này điện trở, tầng này điện trở nó mới xử lý được cái khâu xử lý đèn này, đúng chưa ạ? tầng này điện trở mà. làm video audio xin kính chào toàn thể uh, quý vị và các bạn đã quay trở lại đến video mới nhất của bên em. hôm nay thì bên em vừa mới về được một lô cây là 12 và hôm nay uh, em không quảng cáo nữa mà em làm. Uh, một cái video mà cho các bác phân biệt cái hàng mà <laughs> hàng cây năm một hai loại coi như là loại tốt đi và một cái loại mà nói chung là các bác mua cẩn thận nên là rất là dễ phải mua về phải hàng của hương yên đúng không ạ à, một sản phẩm của cây năm một hai bãi rất nhiều anh em ở trên thị trường đang review và em hôm nay em sẽ làm một cái video cho các bác dễ phân biệt nhé cho các bác dễ phân biệt nhé à, thứ nhất là cái dòng cây 512 một hai này như các bác đã biết là ở trên thị trường là có hàng bãi và hàng mới hàng mới là như nào hàng mới rơi vào tầm gần 20 triệu đúng không ạ gần 20 triệu đồng và đập hộp à, các bác nhớ ấn đăng ký Kênh của em em sẽ có một cái video đập hộp hàng mới xịn của Mỹ gần 20 triệu sản xuất năm 2021 và oh, oh, hàng bãi đúng không ạ thì hôm nay em sẽ làm video về hàng bãi trước và hướng dẫn cho bác cách mua làm sao tránh xa cái hàng hương yên ra Đấy, tránh xa ra à, thứ nhất em sẽ cho bác cùng xem nào. thứ rất là nhiều anh em đang hỏi em đó là loại có đèn và loại không đèn nó khác nhau như thế nào thì các bác lên lưu ý này một hàng bãi xịn đúng không ạ một hàng bãi xịn không bao giờ có chuyện không có đèn trừ khi là đèn cháy đèn hỏng lúc nào nó cũng phải có đèn đúng không ạ đấy và các bạn em sẽ em sẽ chứng minh cho các bác tại sao lại như thế vậy đúng không ạ thì các bác lên lưu ý này à, thứ nhất thì em sẽ cho các bác cùng xem test trước để các bác phân phân biệt này Uh, tất cả những logo này thứ nhất là chung này hàng bãi của nó xịn ý, không bao giờ có cái chuyện mà nhôm như em đây các bác lên lưu ý nhé ở trên thị trường là rất nhiều người bán hàng đúng không ạ hàng xịn của nó nhé không bao giờ có cái chuyện nhôm em đúng không ạ kể cả làm như thế nào đi nữa qua 5 tháng không bao giờ có chuyện đúng không hàng xịn mà làm gì có chuyện nhôm em và thứ hai những cái chế độ kỹ lưỡng như thế này này đúng không ạ đấy nó có những cái lớp bọc như thế này này chuẩn bị dây của nó phải lớp bọc nè đấy có đâu, cái đấy là cái chuyện mà các bác phân lên phân biệt và bên em sẽ tự tin cho bác về nhà các bác tháo hoàn toàn ra bác xem nội thất bên trong đúng không? đấy, đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai ấy, hàng của hưng yên chưa đạt đến cái đẳng cấp mà làm ra được cái đèn như thế này. trung quốc có thể làm ra được đúng không ạ? trung quốc có thể làm ra được, mỹ có thể làm ra được đúng không ạ? nhưng hàng của hưng yên chưa đạt đến cái đến đẳng cấp mà làm ra được cái đèn như thế này nên các bác lên lưu ý mua hàng lên lưu ý hoặc là hàng ở đâu chăng nữa mua hàng lên lưu ý và thứ ba em sẽ cùng cho các bác cùng xem nội thất của con này và phân tần của con này là các bác có thể nhìn ra dễ nhất thứ nhất đi em sẽ soi vào đấy cho các bác cái phân tần này các bác có thể nhìn cái phân tần của bên em và nhìn phân tần của bên khác nếu mà phân tần chạy qua loa tép trung và bát thì nó nó sẽ là xử lý qua khâu này đấy các bác nhìn kỹ cho em nhé xử lý qua khâu này Ok, thì phân tần nào gần như cũng có cái khâu này. Tụ trở suất và những cái con cảm biến cuộn cảm đúng không ạ? Còn khâu đèn ấy, không phải ai cũng làm được ra như thế này, không phải bên nào cũng làm được ra. Kể cả những cái loa 20 triệu nó vẫn phải có đèn và kể cả năm nào đi chăng nữa nó vẫn phải có đèn. Thì các bác nên lưu ý là à, tùy theo năm uh, mà cái phân tần này nó sẽ khác đi thôi, còn đâu ấy À, còn đâu ấy lúc nào nó cũng phải có đèn đúng chưa lúc nào cũng phải đèn hàng xịn mà hàng chất mà làm sao có chuyện không có đèn được thì các bác lên lưu ý này mất đi tầng này cái điện trở đúng không thì là cái khâu xử lý đèn khâu xử lý đèn đây là tầng này điện trở tầng này điện trở nó mới xử lý được cái khâu xử lý đèn này đúng chưa tầng này điện trở mà Đấy. thì làm sao mà cái hàng mà chuẩn của nó lại không có được không thể là không có được chắc chắn là nó phải có quá là nhiều điện trở để khâu xử lý đèn bởi vì cái, cái đèn này của nó làm ra rất là khó luôn nên là mấy anh em không thể làm nhãi được theo được không thể làm theo được đấy không thể làm theo được nên các bác lưu ý và em sẽ cho các bác cùng biết là hàng kể cả hàng 20 triệu đồng của chính hãng của Mỹ JBL công ty JBL cũng được sản xuất tại Trung Quốc bởi vì nhà máy của JBL bây giờ hiện tại đang đặt ở Trung Quốc và không bao giờ được xuất khẩu từ Mỹ sang nữa đấy, thì các bác phải lên lưu ý hàng mà xem các bác xem đây đấy khâu đèn này đâu nếu mà không có thì đâu tại sao lại không có đúng không ạ tại sao lại không có các bác phải lên đặt ra cái vấn đề tại sao không có và tại sao lại có phải thêm cái này bởi vì nó khó làm nó rất là khó làm không phải ai cũng có thể là làm ra được cái này mà chỉ có thể nhập thôi chỉ có hàng nhập về mới được thôi có đâu hàng mà lắp ráp không thể nào làm ra được cái này đấy nên là các bác đấy là một cái sự thông thái của bác đấy em không cần nói nhiều mà em xác minh và em chứng tỏ cho bác xem là nhiều đấy các bác xem thì các bác biết đấy có đôi, em không phải em 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 chỉ cần cho các bác xem nhá đấy, các bác chỉ cần nhìn hàng bên em và so sánh tất cả hàng bên khác thì các bác có thể dễ hình dung ra ngay bởi vì ý, những cái hàng hưng yên hay là gì ý, không thể nào làm ra được cái đèn như thế này một bản mạch đèn như thế này không thể nào làm được em sáng chứng minh cho bác là như vậy còn để mà nói năm nào cũng như năm đấy thôi ấy năm nào cũng như năm đấy không bao giờ có chuyện hàng xịn của nó lại không có đèn không bao giờ có cái chuyện hàng xịn của nó lại mất đèn trừ khi ý, hàng bãi của nó là cháy đèn hay không thôi đúng không ạ hàng cháy đèn hay không thôi còn nó không bao giờ có cái chuyện là không có cái chuyện mà mất đèn này được không có chuyện là mất 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 hẳn cái mê đèn này được đấy nên các bác à... À, lên lưu ý và có thể chọn cho là mình uh, sáng suốt đấy cách xem hàng và sáng suốt hơn uh, hy vọng rằng cái video này sẽ được truyền tải đến tất cả mọi người đang th theo dõi và quan tâm đến cái dòng cây 512 này để tất cả mọi người có thể mua hàng làm sao cho nó chuẩn nhất, Đấy làm sao cho các bác uh, có thể bỏ túi tiền ra ấy mà làm sao cho nó hợp lý đấy làm sao cho nó hợp lý bởi vì em đã xem được một số anh em ở trên mạng nói rất là buồn cười nên là em phải làm ngay cái video này đấy làm ngay bởi vì đang dìm bên em mà đang vì dìm mà Đấy. không thể làm làm được nên là phải làm một video khác để bạn đẩy hàng đi thôi đúng không ạ chẳng phải, hạn em ví dụ như các bác nhé các bác nhập hàng của đơn vị nào hàng ở việt nam nữa đúng không ạ nhưng mà không thể nào làm được cái kiểu đấy thì nếu mà muốn đẩy cái hàng số lượng hàng ấy đi thì các bác nên làm như nào ạ à? thì phải làm thế nào để làm một cái video hay là làm một cái gì đấy để 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 để, 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 để đề cao cái hàng của mình lên đúng không ạ đề cao cái hàng của mình lên để bán được hàng đúng không ạ ok đây là một cái video là cụ thể như thế này này cho các bác cùng xem cái video này, chi tiết cái video này để biết và lựa chọn hàng. Em không nói nhiều, em chứng tỏ cho bác là nhiều. Đấy, chứng tỏ và hướng dẫn cho bác cái mua của đâu. Cái, cái sự lựa chọn của bác là 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 là, 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 là quan trọng nhất. Đấy, hàng này đều có đầu bọc kỹ lưỡng hết nhá, dây xoắn này. Đấy Ok chưa? Ok và em làm một cái video chi tiết cụ thể ở đây và hy vọng rằng video này sẽ truyền tải đến tất cả mọi người. Ok và xin chào và hẹn gặp lại các bác.